sau khi cho ba báo cáo ở nhà. Xem qua một vài bè trước. Đang còn một ít size nhỏ. Size nhỏ được rồi là có hàng về liên tục nhé. Hàng 10.000, 15.000, 20.000 một con là đang có rất là nhiều. Size nhìn nhìn hơn một chút. Và có một vài những con to. Trong lồng này là khách đã lấy nhé. Đợi theo giờ xe đóng mang đi vận chuyển xe khách. Đấy. Khách ưng xong chốt video qua Zalo xong là sẽ cho vào lồng, tránh nhầm lẫn. Đây là lô hàng đẹp nhá, hơn so với và nhỉnh, hàng nhỉnh hơn so với lại nhỏ vừa nãy. Đấy, ai cần những con hàng siêu phẩm thì trong ngày sẽ có rất nhiều con đẹp, thả bể kính. Thả bể kính thì ngắm sẽ đẹp hơn, thêm hiệu ứng là ánh sáng các kiểu. Thì các bác cứ tới xem tham quan nhé và chọn thoải mái luôn. Bên này thì nó là hàng to nhỉnh rồi, size cỡ 30 trở lên, 30-40 hết. Một số con hàng to. Đây là một con Kua Fu nhé. Hay dù bên ngoài thời tiết có oi nóng như nào thì ở đây rất là mát nhé các bạn nhé. Size to nhá. Đang trông mong hàng to về mà. Bởi vì các bác đang hỏi hàng to rất là nhiều. Con này to đấy. Cân nặng em này cứ áng chừng khoảng 2 cân rưỡi, gần 3 cân. Size này cỡ phải xấp xỉ 50, trên dưới 50. Các bác thấy nhá, con đấy thì nếu mà để gọi là bướm thì cũng có thể gọi là bướm. Đuôi vây dài hơn bình thường nhưng mà nhưng em chưa xếp được vào bướm tại vì vẫn chưa đủ dài. Đây là con đuôi bình thường, vây bình thường. Đây còn đuôi vây bình thường này. Còn đây hàng bướm với đuôi vây dài. Đấy. Một con to mà lại đuôi vây dài rất là ít nhé. Đấy. Một em hàng to Kua Fu. Một em này là em đuôi su. Con này vảy rồng các bạn ơi. Vảy rồng nhé. Hàng vảy ở một bên này. Đấy. Vải trên lưng này. Đấy, hai hàng vải hai bên này nhé. Còn lại thì là đuôi su hết nhé. Đấy, màu rất là xuất sắc. Ok, đấy cả một bao to thôi nhưng mà có 2, 4, 6, 8 con. Đây, bao tiếp theo này. Hàng to hết mà. Các bác mà đã chọn lựa hàng to thì đa số hàng to đều đẹp hết nhé. Thì thế là bọn em đều lựa chọn những hàng đẹp để bọn em nuôi cho lớn. Cho anh tí nước vào đây. Rồi cho anh xô nước vào đây. Xong lát nữa cho làm quen nước kỹ hơn.
Các bạn đã thấy gì chưa? Bể này như là có 3 con là nhìn chung là xuất sắc hơn hẳn nhé. Đây. Tròn xoay chưa? Đẹp chưa? Màu lạ chưa? À, zoom cận cảnh luôn vảy này. Hàng vảy này liên tưởng đến những cái những kiểu như là bức tranh mà như kiểu là mặt trăng ấy nhỉ. Em này đầu cũng đỏ nhá, trên đầu nhá. Chẳng qua là không tròn đâu, hình như kiểu là hình số 2 ấy. Hình số 2. Đấy. Nhìn cận cảnh màu sắc trên con cá, thân con cá này. Nhìn nếu nhìn từ trên đầu nhìn xuống thì sẽ thấy giống như là bức tranh sơn thủy. Kiểu như là núi non. Cái hai con đấy là rất là đặc biệt. Con này cũng là một con đuối su. Vảy rồng, nhìn hàng vảy ở lưng trên lưng. Nhìn cái gáy nó này, gáy gù này. Đấy, hiện tại thì các bác thấy đầu video có quay một số cá hàng nhỏ, hàng nhễ nhỡ và to thì hết hàng. Thì hôm nay thì mới cập nhật thêm được một ít hàng to. Cho những ai mà đang hỏi thì có video ra để phục vụ kịp thời các bác hỏi về cá nhá. 2, 4, 6, 7 con. Chậu này, một bao này có 7 con thôi. Bao kia, bao kia con. 2 bao 8, 1 bao 7. Nào, đây xem cái bao còn lại cuối cùng như nào. Đây là bóc mở bao ra rồi. 8 con. Thì con này áng chừng cỡ khoảng 2 cân rưỡi, gần 3 cân con này nhá. Phải được 2 cân rưỡi đấy. Nhìn body rất là đẹp. Con này thì là đầu vàng chóe. Trên lưng, trên đuôi, chóp khấu đuôi là có một chút vàng. Trắng là trắng tinh. Nhưng mà ra được cái nước da con này thì lại rất là trắng. Nói chung là ở dưới bể và nhìn ngắm lên thì rất là đẹp. Benigoi. Một em Benigoi. Kuaku. Con này đầu đỏ thế, đẹp thế. Nửa trên đỏ, nửa dưới trắng. Ok, chi tiết cũng chỉ có chậu này 8 này, chậu này 7 là 15 này, cái 8 là có 23 con thôi. Em là quay chi tiết từng con một rồi các bác nhé. Các bác nào cần như nào hoặc là cần chi tiết hơn thì có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ để số Zalo. Đấy, nhắn qua Zalo em sẽ bắt từng con lên chậu, quay chi tiết từng con để các bác ở xa không đến tận nơi để chọn xem được thì em sẽ quay chi tiết từng con một. Cho lên một chậu thôi. Bật đèn nó ban ngày nó sẽ sáng hơn. Xong là quay chi tiết xem là có lỗi lầm tật nữa thì không, màu sắc là ok chuẩn chưa, thì là ưng thì em gửi theo xe khách về tận nhà. Và về khu đấy thôi chứ không phải về tận nhà. Đấy, các bác phải chủ động liên hệ xe khách để nhận hàng. Nói chung là gửi xe thì dễ thôi. Trừ khi đi xa quá từ Đà Nẵng vào trong thì lúc đấy là phải cân đo đong đếm là gửi sao cho nó hợp lý. Nhưng mà từ Đà Nẵng quay đầu thì là gửi vô tư. Chỉ cần có xe khách về khu vực xã, huyện, chỗ các bác thì là em đều gửi được hết nhá. Đấy, các bác mà có xe ở chỗ Mỹ Đình nữa thì càng tốt luôn. Thì em chạy ra Mỹ Đình chỉ có 10 cây thôi, ra đấy gửi thuận tiện. Ok.
cho để đo thử một con to này xem là được size bao nhiêu. Ở bể này có hai con khá đẹp. Trời ơi, bạn thế này mà không đưa gì. Có đi đổ bỏ rất luôn. Em cân và để đo luôn size con cá này nhá, to này nhá. 55. Size 55 đúng không? 2 cân 4, 2 cân rưỡi. Ok. Con này phải 2 cân rưỡi. Con này cân 7 nhưng mà thả vào đã tạt 2 lần nước ra ngoài rồi. Cũng sắp xỉ 2 cân. Đo con đấy xem size bao nhiêu. Size 41 nhé. Đấy một con size mà 40 cộng á thì là cân nặng nó đạt được khoảng gần 1 cân rưỡi rồi. Cân tư rồi. Nên là một con size 40 mà khoảng 1 cân là bình thường nhá. Con đấy xem size bao nhiêu. Con đấy vảy rồng đấy. Con đấy cân 8. Size 42. Cân 8 size 42. Con đấy rất đẹp nhá. Có thể nói là cực kỳ đẹp luôn chứ không phải là rất đẹp mà rất là đẹp. Dội nước cho làm quen. Kỹ nước trước khi thả xuống. Thao tác có rất là thường xuyên như vậy. Dùng tay nhá, một đầu một đết hai bên nhá. Ok nhá. Em xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Cái khâu mà thả cắm cung này các bạn ở đây đều rất là hứng khởi. Đấy. 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 Đúng rồi, bây giờ ôm nó, đúng không? Ôm đúng như thế này, nâng niu này. Đấy, thả vào bể này. Nó cần sự khéo léo như vậy, đơn giản đâu, cứ cầm phải cứ néo bể đâu. Không được rồi, không được rồi, chưa được rồi, đấy, không được rồi. Phải để nó yên trên tay trước đã. Ấn một con thôi. Chưa đúng rồi, chính xác. Không được, không để hóa, thả đâu. Đấy, nhẹ nhàng như là người yêu ấy. À mà người yêu không nhẹ đâu. Nhẹ nhàng như là chăm sóc con gái ấy. Đấy. Đấy ok, nhẹ nhàng. Bởi vì nước ở bể khá là nông nên thả nó nhẹ nhàng thôi. Không là khi xuống là chờ tất cả nó. Ok chưa? Ok rồi, nhẹ nhàng. Đấy nhá, có 23 con, có những con nhỏ nhỏ cân thử lên đều là cân 4 trở lên nhá. Con to thì là khoảng 2 cân rưỡi. Từ cân 4 đến khoảng 2 cân 4 trong khoảng đó. Trong đó có một con này là em tạm xếp nó là quai bướm nhá, bởi vì đuôi dài vây dài nhá. Mặc dù không dài, chưa phải là dài lắm nhưng mà nó vẫn được xếp được gọi là bướm đi. Con này thì màu lạ đặc sắc rồi, đầu đỏ thì các bác biết rồi. Quay rồi, con này quay rồi. Còn cả có con này nữa, trên đầu đấy có hình số đấy, cái vết bớt đấy thì hơi lệch một chút sang bên phải ấy. Nhưng vẫn có bóng dáng của số 2. Màu ở trên lưng thì cũng khá là đẹp. Con này thì là vảy rồng rồi. Đứa su thì có con này và một con nữa chưa nhìn rõ đâu rồi, con kia. Đó. Ok, em xin kết thúc video đấy nhé các bạn nha. Ai cần hàng như nào thì cứ nhắn tin inbox Zalo em sẽ quay chi tiết hơn.